Học thì em đừng sốc, nhớ báo thức xong mai thì lại. Thế này thì đảm bảo đố cô phát hiện ra. Hello host Lily. Chô Mio, cậu mang đồ không? Đồ gì? Cái đấy đây. À, có chứ. Tớ có mang mà. Trời ơi, sao cậu lại in to thế này? Thì tớ in to thế này để dễ đọc còn gì nữa. Cái đồ gốc này nữa. In to. Các cậu thấy tuyệt kỹ dở pha của tớ có đỉnh không? Tớ sẽ chia sẻ bộ bí kíp tuyệt mật này cho bạn nhỏ nào đăng ký kênh lớp học CQ nhá. Các cậu hãy nhớ ấn nút subscribe đăng ký kênh sớm sớm để bọn tớ có được nút bạc nha. Yes. Đề có chắc không? Tất nhiên rồi, tên của tớ là dâu Mia mà, thế nên tớ phải chọn D chứ. Tao lúc con đang B. Tớ vừa nắm mưa như thế đấy. Chú Miu, con đang đáp án là gì đấy? C. Ờ, yên tâm, tớ vừa bấm máy tính ra này. Cái gì? Cô đang là gì? À, khoan đã. Bình thường Ly Si có bao giờ nhắc bài đâu, phải không các bạn? Các cậu đừng tưởng là lừa tớ nhé. Với suy luận cô đang thiên tài của tớ thì chắc chắn đáp án chỉ có thể là tớ vào lúc 16 giờ thứ 6 hàng tuần nha. Yes. Yeah.
Trên lớp hàng phút chốc nhớ luôn thật mau, vì sao em phải
trường tới lớp bạn tới lớp học sinh đi nha. Cách thức làm là siêu đơn giản luôn. Bước 1, các màn hình đăng ký kênh lớp học CQ và bật tất cả các thông báo như cái hình như thế này nè. Bước 2, đăng tải hình ảnh trên group học và chơi cùng Leo Leo Kids theo cú pháp. Họ đặt tên, hình ảnh, số may mắn và lời chúc dành cho lớp học CQ. Các cậu ơi, mini game chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 thôi đấy. Các cậu hãy mong chờ tham gia đi, bởi vì các cậu sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn ở đây và một phần quà siêu đặc biệt. Đó chính là chiếc ba lô có 102 này do chính tay lớp học CQ bọn tớ làm đấy. Các cậu ơi, hãy tham gia đường tới nút bạc. Yes. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với CQ TV. Và câu hỏi của CQ TV tuần này chính là: trong bài kiểm tra môn tiếng Anh của E-Động thì E-Động đã khoanh tròn vào đáp án nào? Các cậu hãy comment xuống bên dưới cho chúng tớ cùng biết nha. Mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.